chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay Lục Thành sẽ quay một đoạn clip từ Nam Thong đi đến xã Dân Chủ, Hòa An, Cao Bằng để mà chia sẻ với các bạn nhé. Các bạn đang xem kênh YouTube của Thành thì hãy tiếp tục ủng hộ Thành nhé bằng cách là bấm một cái nút đăng ký ở phía dưới góc phải màn hình, sau đó bấm một cái chuông ở bên cạnh để xem được những clip mới nhất. Hôm nay Thành lại tiếp tục đi thực hiện công tác thiện nguyện, và trên đường đi Thành thấy nhiều cảnh đẹp, nhiều con đường đẹp, Thành sẽ quay và chia sẻ với các bạn. Mục đích là như vậy các bạn ạ. Đi thôi. Hiện tại Thành đang ở cái khu vực này gọi là thuộc địa phận của xã Nam Tuấn, Hòa An, Cao Bằng. Đây là con đường đi vào xã Dân Chủ thuộc Hòa An, Cao Bằng. Chính xác hơn, đây là con đường đi vào Thông Nông các bạn nhé. Đi vào Thông Nông, đi lên xã Thông, đi lên huyện Thông Nông cũ. Tuy nhiên con đường này người ta bây giờ ít đi rồi, vì đã có một con đường mới gọi là con đường rất là rộng đẹp, đi qua xã Thông Long và thị trấn Nước Hai ấy. Còn đường đi Thông Nông mà nếu mà còn đi đường này thì đi lâu hơn và khó hơn. Vì vậy người ta đi theo đường mới qua xã Thông Long nhiều hơn. Đi đường này, ít khi đi đường này rồi các bạn ạ.
trong lành mát mẻ, rất là thích.
trước mặt chúng ta đây là khu vực các cơ quan chính quyền, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân đây. Đằng sau vừa rồi ta vừa đi qua là khu vực chợ rồi. Đây là cầu mỏ sắt. Cầu mỏ sắt và cầu cầu. Hai bên là đường. Rất là đẹp, đặc biệt quá luôn. Thank you.